là kỷ lục gia thế giới RSV. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả của tất cả quý vị đã quan tâm đến Subaru cũng như là Spencer. Và tiếp theo, chúng tôi sẽ được phép gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là lốp xe Dunlop, dầu nhớt Motul, các sản phẩm lâu chùi và làm bóng xe Forge, dịch vụ chăm sóc xe Hoàng Lê và resort 5 sao Novotel Phú Quốc. Và bên cạnh đó, xin mời quý vị hãy giữ cẩn thận những liên vé may mắn trên tay của mình, bởi vì vị khách may mắn nhất sẽ được sở hữu một chuyến đi nghỉ tại Novotel Phú Quốc Resort 5 sao của chúng tôi trong thời gian là 2 ngày 1 đêm dành cho 2 người. Chúc quý vị sẽ thật là may mắn. Bên cạnh đó, xin mời quý vị hãy kiểm tra lại chứng minh nhân dân của mình với số cuối cùng là số mấy. Và lát nữa chúng tôi, sau khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, sẽ tiết lộ con số bí ẩn để chúng ta có được phần quà đến từ nhà tài trợ lốp xe Dunlop và đổi lấy những phần quà tương ứng với những con số mà chúng tôi đưa ra. Xin mời những vị khán giả cuối cùng nhanh chóng chọn cho mình một vị trí ngồi với tầm nhìn đẹp nhất để chúng ta thưởng thức trọn vẹn đêm của ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin phép kính mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng nhau hợp tác với ban tổ chức chúng tôi. Đây là những pha trình diễn cực kỳ mạo hiểm. Kính mong quý vị sẽ không vượt qua hàng rào tấm chắn bảo vệ cũng như chụp hình quay phim không đè, không tì đè lên những tấm hàng rào bảo vệ. Bên cạnh đó, xin mời tất cả các phụ huynh, nếu như các phụ huynh đang dẫn theo các em nhỏ, xin mời mọi người có thể giữ gìn và bảo vệ các em trong lòng các em thật cẩn thận. Và kính mong tất cả quý vị khán giả hãy giữ gìn thật cẩn thận tư trang cá nhân của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và kính thưa quý vị, sau khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, kính mời tất cả quý vị chúng ta không xả rác. Nếu như chúng ta có được những vật dụng cần bỏ vào thùng rác, xin mời quý vị có thể chịu khó cầm trên tay và bỏ vào thùng sau khi kết thúc chương trình. Xin cảm ơn sự hợp tác cùng của tất cả mọi người. Từ từ, chưa mà. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 3 và chúng tôi giới thiệu với quý vị những chương trình cực kỳ hấp dẫn của Subaru. Đổ mồ hôi nhẹ về kìa, có khăn không? Chương trình chúng tôi vẫn còn kéo dài vào ngày mai, cũng là ngày cuối cùng của Việt Nam Motor Show, International Motor Show 2017. Và kính mong quý vị có thể quay trở lại đây vào ngày mai để tiếp tục trải nghiệm những cảm giác sau tay lái thực sự rất tuyệt vời với chương trình lái thử xe Subaru cùng với chúng tôi. Hãy nhanh chóng đăng ký tham gia tại quầy tiếp tân trong khu vực triển lãm của Subaru. Rồi chú Hoàng rapper ra kìa, đó ừ. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, kính thưa tất cả quý anh chị, xin được phép tự giới thiệu, em tên là Hoàng rapper. Và hôm nay xin hân hoan chào đón tất cả mọi người đang đến với thế giới của siêu xe Subaru. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua chúng tôi đón tiếp được hàng ngàn lượt theo dõi của tất cả quý vị khán giả và tất cả mọi người đã tiếp thêm rất nhiều nguồn năng lượng và nhiên liệu để cho siêu quái xe chúng ta, đó chính là RSV, có thể tự tin cho tay lái của mình và trình diễn chiếc pha cực kỳ hấp dẫn. Và xin khuyến cáo với tất cả mọi người rằng chiếc pha này cực kỳ nguy hiểm nên chúng ta sẽ không thử những pha bảo hiểm này tại nhà, trên đường hay trên giường. Chúng ta chỉ có thể thực hiện trên những video game mà thôi. Và kính thưa quý vị, cỗ máy siêu hạng ngày hôm nay RSV sẽ sử dụng đó chính là chiếc siêu xe Subaru WRS STI, một trong những niềm tự hào và một trong những biểu tượng của Subaru và đặc biệt là trên các dòng game, những đường đua của Rally. Và với công suất cực kỳ mạnh, đó chính là 305 mã lực cùng với mô men xoắn lên đến 407 Nm. Thưa quý vị, quý vị có thể so sánh, nếu như một chiếc xe máy chúng ta đang sử dụng chỉ có 10 cho tới 20 Nm thôi, thì với 400
107 km thì liệu rằng một bạn xoắn đó gây khó khăn hay không? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì khả năng giữ cân bằng của xe Subaru cực kỳ cao và đảm bảo sự an toàn của cho người lái. Và bên cạnh đó sẽ có rất nhiều phần quà may mắn dành cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ dùng thông may mắn trúng thưởng cùng với các nhà tài trợ như Resort 5 sao, Novotel Phú Quốc, lốp xe The Look, và đặc biệt một món quà dành cho những ai may mắn nhất trên thế giới này mà không phải bất kỳ thứ thú nào cũng sẽ bỏ tiền mua đâu. Đó chính là được ngồi trực tiếp trên xe cùng với ông Russ Whit và tất cả mọi người sẽ thưởng quà được tại tay lái rất là tiêu điểm và lùa là nhưng ấy. Ai sẵn sàng lên xe thì đưa tay lên ạ. Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước khi lên xe, chúng ta sẽ cùng nhau với ban tổ chức ký tên một bản cam kết là đầy đủ sức khỏe 100% công lực nội công thâm hậu của mình để chịu được không xả chúng tôi ra ngoài. Thế nhưng quý vị muốn xả chúng tôi thì hãy cứ ký xuống rồi đấy. Giơ xe, mình thì và bên cạnh đó, kính mong tất cả các em nhỏ sẽ ngồi đi ngay chỗ và bám sát cùng với các thủ đô nhé. Và tiết lộ quý vị biết, khán đài ở đây là góc nhìn đẹp nhất kìa. Góc nhìn rất đẹp, rất gần cảnh nên sẵn sàng quay lại và chương trình. Nhưng nếu đôi tay chúng ta đang cầm cầm điện thoại thì nếu không vỗ tay được, hãy gò reo được không ạ? Gò reo được không ạ? Everybody say yeah! Yeah! Cảm ơn quý vị, bên đây nào? Everybody say yeah! Yeah! Cảm ơn quý vị, còn quý vị bên đây thì sao? Everybody say yeah! Mấy em nhỏ về con, mấy nhỏ xíu mà thích đua xe hả con, chú thích được. Tất cả mọi người đã sẵn sàng tinh thần và thể lực của mình và hãy gò reo thật cổ vũ lên đi cương. Chưa mà nó chưa biểu diễn mà, chưa biểu diễn mà. Thì cổ vũ thật to lên cô Mỹ, cứ khen con mấy đẹp trai vui đến lòng, tôi rất là thích. Đây chính là một trong những điều kiện của chúng ta, lập nên rất nhiều điều kiện nhé. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có ai phá vỡ được những điều này. Đón chờ xe của ấy sẽ tái hiện những quá trình diễn của mình ra sao. Kỹ thuật viên chúng tôi đã sẵn sàng vị trí của mình. Và ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của rất nhiều chướng ngại vật. Đó chính là những chiếc siêu xe Subaru Forester IL. Và đề bài đưa ra những thử thách đến từ quý vị khán giả. Nếu như chúng ta muốn tăng độ khó của tiết mục thì xin mời quý vị hãy vỗ tay và yêu cầu khoảng cách của những chiếc xe chướng ngại phải thu hẹp lại. Và chờ đón xem quý vị khán giả có vượt qua được cảm giác mạnh khi ngồi trên xe cùng với Russ Whit hay không? Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón hai tài xế trên xe cùng với Subaru Forester IL. Yeah.
it's your honor. Thank you for coming. I hope you've enjoyed the show. Yeah, you are my favorite audience in the world. Thank you for coming. Thank you so much and have a good show. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thật sự đông đảo sự xuất hiện của tất cả mọi người đã tiếp thêm nguồn năng lượng, nguồn cảm hứng dành cho ông ấy. Và khi quay trở lại đây, đây chính là một trong những nơi mà ông ấy rất thích biểu diễn, bởi vì mọi người cổ vũ rất là sung. Đúng không nào, anh em ơi? Và bây giờ sẽ là phần diễn đầu tiên của ông Rusvik. And how about the first performance? Well, we're going to start with a few maneuvers that I've set Guinness World Records for over the years. These maneuvers that you've all seen in movies where a guy gets into maximum speed reverse, spins around the force direction without stopping. I set the Guinness World Record for doing that in the tightest spins. Oh, all right. Now, bây giờ sẽ là một pha trình diễn, một pha hành động mà chúng ta xem qua những bộ phim ở Hollywood rồi. Và bây giờ ông ấy sẽ tái hiện một lần nữa để chúng ta thấy được khả năng dè xe với tốc độ rất cao, sau đó đánh vòng 180 độ theo hình J. Một hình chữ J rất đẹp mắt và phản dừng một cách an toàn ở điểm cuối. Tất cả đã sẵn sàng để lên xe với ông Swift nào. Ok. Và bây giờ xin mời ông Rusvik sẽ lựa chọn một người khán giả nào. Giơ tay cao lên là lớn đông của ông Rusvik để ông ấy chọn nào. Một người khán nữ rất may mắn. Wow. Một trong những người may mắn như thế giới rồi. Xin mời bạn đến đây ký tên và bạn cam kết mình đủ 100% sức khỏe. Lovely to meet you. Look very, very excited. Bạn có thấy cảm thấy hào hứng không ạ? Have you seen my show before? Chưa xem tuyệt vời. Một là bạn sẽ rất thích, hai là sẽ rất hối hận. Nào lên xe đi. Hãy sẵn sàng cùng chơi trận với Mr. Rusvik. Hôm nay sẽ là thử thách đầu tiên trong chuyện ngày hôm nay. Rusvik cùng với hai thách thủ chúng ta đã sẵn sàng bỏ vị trí. Tất cả sẽ bắt đầu từ bản xuất phát. Xin mời quý vị đừng tì đè lên những thanh chắn bảo vệ. Và bây giờ, theo sự tư vấn của các chuyên viên kỹ thuật, xin mời vị hành khách nữ có thể tiếp tục thử thách của mình bởi chiếc xe Subaru màu xanh WRSFDI. Một trong những cỗ máy hiện đại nhất ngày hôm nay. Bạn là người may mắn nhất thế giới khi ngồi trên chiếc siêu xe này. Oh my god. Nghe tiếng bầu mà. Một trong những biểu tượng của đường đua Rally đã xuất hiện rồi quý vị ạ. Không bây giờ, xuyên sơn, hãy sẵn sàng. Cô ấy còn cười, không sao cô ấy cái mặt gì nè. Quá đã, quá đã.
crazy. Oh, but these guys are just so good at this. I could do this with these guys. I couldn't do with anything else. These are the best guys in the world for my job. Thank you. Và nói rằng với sự thay đổi xe ô máy ông ấy muốn chọn sự hoàn hảo nhất có thể, và đây chính là sự lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn bởi dòng xe Subaru WRX-FDI. Và tiếp theo sẽ là phần trình diễn của Mr. Rushwick and how about the next move? Well, I've noticed this here in Saigon. You've got a little parking problem. So I've come up with a couple of solutions for that. Và bây giờ sẽ là một trong những vấn nạn chúng ta gặp phải, đó là đủ xe ở Saigon. Wow, với mật độ xe rất là đông và đường phố thì rất là chật hẹp, làm sao đậu xe thật là nhanh để tiết kiệm thời gian cho công việc đây? Thì đây chính là một trong những chiêu thức rất đặc biệt của ông Rushwick. Chúng ta hãy chờ đón xem ông sẽ đậu xe ra sao với chiếc ngay vật là hai chiếc xe hai bên. Nhiệm vụ của ông ấy phải trong thời gian chỉ có 3 giây mà thôi, lập tức lấy đà thật là nhanh và đậu xe vào chính giữa. Ai muốn lên xe, giơ tay lên. Nam nào là lớn người con gái. Thank you. Và bây giờ xin mời Soi Ca và đi theo hướng bên đây. Gặp gỡ ban tổ chức, ký tên vào bản ghi chúc. Hai cặp, lộc, cam kết, hoàn toàn đầy đủ sức khỏe. Và tất cả các bộ phận về hệ thần kinh, hệ tim mạch và hệ bài tiết rất là tốt bạn. Và hy vọng bạn sẽ không bài tiết trên xe. Xin mời bạn ký tên. Có ai dám bài tiết trên xe không? Bài tiết trên xe. Biết bài tiết là gì không? Okay. Yeah. Nice to meet you. What's your name? Dạ, dạ, theo bài tên nào hả? Tên gì? Dạ, tên Văn. Văn, sao mà hồi hộp vậy? Sao hả? Vui quá. Vui quá là vậy đó. So happy. Do you drive a car? Bạn biết cái xe không? No. Dạ, no. You want me to teach you? Ok, bây giờ sẵn sàng để học chứ hả? Rồi, xin mời học trò lên để sư phụ chỉ cho. Chỉ đậu xe nè. Bye bye, vĩnh biệt. Chưa gì lên xe mà mặc tay mẹ. Và bây giờ, xin mời quý khách chúng tôi hãy sẽ nghe đoàn. Hãy mời tay chào một cuối với một tuổi thế nào. Và bây giờ sẽ là phần đậu xe ngựa của ông Rushwick. Reverse parking. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tiếp theo, nhưng mà không biết là khi sử dụng tay lái bên trái Việt Nam nó khác hoàn toàn so với quê hương của ông ấy là nước Anh, sử dụng tay lái bên phải. How do you think about when you use the left hand drive in Vietnam with the right hand drive in England? Yeah, it's a big problem because I keep getting in the wrong door. Oh, có một vấn đề rất là lớn, đó ấy là lên lộn cửa xe. Mấy lần bên kia, ở trong khi ta lái bên đây, có khi anh hoàng cửa hậu chưa lên. Nhưng mà ngày hôm nay không có bất cứ một sơ suất nào được diễn ra.
bởi vì sự tỉ mỉ chính xác đến từng cm một sẽ chứng tỏ được tay nghề đẳng cấp quốc tế của Rose Whip. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tiếp theo. How about next move? Well, this is my trademark move. I came up with this maneuver 30 years ago for a TV commercial because they wouldn't let us use that last maneuver. That was too exciting for a TV commercial. So that's what we came up with, Swift Barbie. Và đây sẽ là một phần trình diễn mà mang lại tên tuổi cô ấy đến toàn thế giới. Và cách đây hơn 30 năm, chúng ta chính là người đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra tư thế chuyển xe rất đẹp mắt này và đã có một kỷ niệm tại một TV show của đẳng cấp quốc tế. Và khi TV show đó đang trình chiếu và trình diễn được không? Lập tức TV đó bị cắt sóng luôn. Tại sao? Tại vì pha trình diễn này rất nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến tính mạng của khá nhiều người. Và đến tận bây giờ thì đây chính là một trong những trào lưu mà những quái xế trên thế giới phải học hỏi đó. Không có. Và bây giờ xin mời mọi người đến với phần Sweep Hockey. That's right. I set the Guinness World Record for this. Everybody tries to beat it, but this is my move. Và bây giờ ông ấy rất cần một vị hành khách cùng thực hiện pha lập kỷ lục này. Rồi giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay, chào. Nào, ta lớn lên cơ cùng Rose Whip. Sự ưu tiên dành cho những vị khách nữ rất can đảm để cảm nhận được cảm giác mạnh ngồi trên xe. Biết rồi, mời bạn kính tên và bạn cũng là tinh thần của chúng tôi và sẵn sàng nhá, tìm vẫn ở chỗ cũ nhá. Rồi xin mời bạn. Hello, love it. Oh, ladies and gentlemen. So what's your name? My name is Han. And have you got a boyfriend? Yeah, this is my boyfriend. Rồi có bạn trai luôn. Thì bạn đi về đi. Nhắm mắt lại. Hey, so does he drive a car? Not yet. No, he's no good. No, he's not. Sẵn sàng tư thế của mình. Và kính thưa quý vị, Trip Parking có nghĩa là ông ấy phải thực hiện nhiệm vụ đậu xe vào giữa hai chiếc xe đang nối đuôi nhau. Và thử thách được đưa ra chính nhờ tất cả quý vị khán giả. Nếu như muốn hai chiếc xe sát lại, đừng tiếc chào pháo tay để thách đấu với Rosie. Và bây giờ đầu tiên, là chiếc xe màu đen Forester IL. Và sau đây xin mời quý vị hãy theo dõi quỹ đạo của đường đi với Trip Parking. Đây chính là quỹ đạo của đường đi. Và bây giờ sẽ là đề bài của chúng ta. Sự khó khăn được gây ra bởi chiếc Subaru màu trắng. Hãy cùng gặp lại sau. Trip Parking vào chiếc giữa của hai chiếc xe Forester IL. Và bây giờ